Đây là Trương Công Thành 22 tuổi và Nguyễn Văn Thành 26 tuổi cùng ở phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2 vừa bị đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ bàn giao cho công an phường Phạm Ngũ Lão quận 1 điều tra về hành vi tàng trữ chất ma túy trái phép. Thông tin ban đầu Khoảng 10 giờ 30 sáng 19 tháng 10 năm 2014, tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát đặc nhiệm công an thành phố thấy công thành chở Văn Thành trên xe máy trên đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão quận 1 có biểu hiện khả nghi liền kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, các trinh sát thu giữ hai gói ni lông trên tay Văn Thành bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Ngay sau đó cả hai nghi can cùng tăng vật và chiếc xe máy được di lý về trụ sở công an phường Phạm Ngũ Lão quận 1 bàn giao để điều tra xử lý. Tại cơ quan công an, bước đầu cả hai khai nhận đều nghiện ma túy, đang trên đường đi mua về để sử dụng thì bị phát hiện. Văn Thành còn khai đã có một tiền sự về cai nghiện ma túy.